Cân bằng các phản ứng oxy hóa thử sau đây bằng phương pháp thăng bằng để cho. Rồi chúng ta có A, B, C, D, E đúng không? Rồi đầu tiên là câu A trước. Viết phương trình ra. Thôi tôi làm phương trình nào, tôi sẽ bôi phương trình đó ha. Cộng sin là 2 bị tên. Rồi. Thầy ghi số siêu quá cũng những thằng nó có khả năng thay đổi thôi nha. Phương trình này nó sẽ hơi khó. Nói chung á, cân bằng siêu quá khử mà có xuất hiện của các ion á, thường là sẽ là một câu khó đấy. Nó không dễ. Dù riêng góc độ thì một số bạn làm ngoài cũng quen, thấy nó dễ. Nhưng mà có ion xuất hiện là khó, ai có ion xuất hiện. Kiểu như câu D, câu E là nó cân bằng góc độ ion. Siêu thử sau đây bằng phương pháp thăng bằng electron. Bằng phương pháp thăng bằng electron. Rồi ok, chúng ta có đây là Br trừ 1. Sin L2 là 0. Thì trừ 1, 0 luôn. Lúc này là Na Br trừ 1 sẽ chuyển thành Br2 đúng không? Là 0. 2 vô đây. Nói 2, 2, Br bằng đấy. Điểm này cộng 2 nghe. Rồi Sin L, chỗ này là Sin L2 là 0. Biến thành Sin L trừ 1 2 lên, đúng không? Vậy đây là cộng 2E. Nó ghi số định chất khử siêu quá không? Không xác định chất khử siêu quá, nó không đề cập chất khử hết. Nó là bình thường thôi, không cần xác định gì hết. Vì hôm nay là nhân 1, ở trên nhân 1, dưới nhân 1. 1 nhân vô 2, đây 2NA, đúng không? Rồi ok, thôi phương trình nó đã bằng rồi đấy. Phương rất là dễ đúng không? Rồi xong, đó là xong câu A. Còn câu làm gì nữa không? Không. Rồi ok, nói chung không có gì phức tạp hết. Rồi xong đó mình tiếp tục ha. Rồi mình tiếp tục bình thường thôi. Ở đây thì mình có được là câu B. Câu B làm câu nào bôi câu đó nó sạch sẽ. Rồi câu B ha. Câu B thì chúng ta có được là đề nó hỏi là Fe2O3 cộng với CO mũi tên thì tạo ra Fe. Ok. Rồi số siêu quá này cộng 3 ha. 0. Rồi cộng 2 cộng 4 cộng 3 biến thành Fe. Fe2 mang xuống nha, nguyên số 2 này luôn nè, thấy không? Mang số 2 này xuống luôn. Rồi cân bằng rồi, cân bằng Fe, 2 Fe, 2 Fe. Fe2 sẽ cân bằng là 2 Fe. Số quá này 0. Rồi đây là số siêu hóa là cộng 6. Bên kia là 0. Thì là cộng 6 E. Rồi tương tự C từ cộng 2 biến thành C cộng 4 cộng 2 E. Vậy là ở trên nhân 1, ở dưới nhân 3. 1 nhân 6 bằng 6, 3 nhân 2 bằng 6. Vậy là 3 nhân vô. 3, 1 nhân vô là số 2 nè. 3 carbon cộng 4. Rồi xong, chốt kèo, kết thúc. Không có B. Không gì phức tạp hết. Nếu như mấy câu mà tôi đặt ở trên bên thư mục nâng cao thì tôi có quyền làm nhanh hơn ha. Còn nếu như đặt bên một cơ bản thì tôi sẽ làm từ từ để chúng ta ngẫm. Còn nâng cao phải làm thần tốc, chứ ngồi làm từ từ tới khi nào mới xong đúng không? Rồi C. CO cộng với Y2O5. CO cộng Y2O5. CO cộng Y2O5 cộng tên. CO2 cộng với Y2. Rồi sẽ là số siêu hóa thôi. Cộng 2 nè. Ông này sẽ là cộng 5. Trừ 2 5 10 cộng 5 nhân 2 10 cộng 4 0 là C từ cộng 2 biến thành C cộng 4 cộng 2A Y2. Các bạn thấy Y2 cộng 5 không? Các bạn B nó xuống luôn, biến thành Y2 0 cộng 10A cộng 5 nhân 2 là 10 10A. Vậy là trên nhân 5, ở dưới nhân 1. 2E nhân 5 bằng 10E, 10E nhân 1 thì bằng 10E luôn, vậy là bằng 5. 5 đây. 5 đây. Rồi 1 nhân vô. Rồi xong, phương trình bằng. Quá basic luôn, quá dễ. Xong câu C. Rồi cân bằng câu D. Có nhiều bạn cân bằng những cái phương trình này á, mà chúng ta cân bằng tay thủ công á, không cần ghi bán chữ thứ tự. Đúng không ạ? Nhưng mà đề nếu cầu là cân bằng bằng pháp thăng bằng nó cho, đó các bạn phải cho người ta thấy.
để show cho người thấy là cái thăng bằng các bạn có những cái bán phần mềm chịu thử hay không, là cái chỗ cộng e trừ e đó bắt buộc phải ghi, còn nếu như không ghi thì không được, đúng không? Còn mà xíu khử thì luôn mình có cái bán phần trình nhận. Rồi câu D sẽ hơi phức tạp hơn xíu này nha, nãy giờ gặp thằng này là cứng nhất nè so với từ đầu bây giờ ha. Câu D, CROH3 cộng cho quái gì đây, BG2 cộng với OH trừ mũi tên, CRO4 hai chữ không cộng BG trừ cộng nước. Có chiếc xe đây không? Rồi ok. Rồi sau đó chúng ta mới tính số siêu quá thôi. CGOH3 thằng này sẽ là cộng 3, BG2 là 0. Khi làm nhiều các bạn sẽ thấy được, nhận định được thằng nào có sự đổi số siêu quá luôn, thật luôn. Mấy ơi siêu quá của OH trong hợp chất thường không may gảnh đi tính, tính thằng nó đầy mắt nhìn ngứa lắm. Đấy, CRO4 hay trừ thì này các bạn nhẩm ha. Origin là trừ 2, trừ 2 nhân 4. Rồi ok, CG mình đăng lý đi, x cộng cho trừ 2 nhân 4 sẽ bằng trừ 2, nhẩm ra cũng biết được đúng không, x sẽ bằng cộng 6, hoặc là bấm shift son dùm cộng 6. Rồi bây giờ trừ thì điện tích nó cũng đã có dấu trừ rồi đúng không, nó không cần phải đâu. Bây giờ trừ rồi sau nhiều mình ghi quá trình thay đổi thôi, CG cộng 3 biến thành CG cộng 6 đúng không, cộng 3 e. Rồi BG 2 không mũi tên BG trừ 1 không bằng là 2, đây là 2 e. Rồi trên nhân 2 dưới nhân 3 để cho tổng bằng 6 e, ở trên ở trên 6 e ở dưới 6 e, tức là ở trên nhường 6 e ở dưới sẽ nhận 6 e thì nó mới bằng được, được chưa? Giờ đúc đúc số 2 vô, cái con đúc số 2 vô, 2 CR cộng 3, 2 CR cộng 6, 3 BG 2, 3 lần 2 thì 6, 6 BG trừ này số 6. Rồi ok, cân bằng siêu khử đã xong. Rồi các bạn cân bằng H với O đây. Rồi cân bằng H với O. Ồ, H với O này cũng hơi khó nha. Rồi, H với O này các bạn cân bằng ở bên OH bên đây bao nhiêu á, thì bên kia nước nó sẽ bị ảnh hưởng. Nó không có số cố định. Nó không có số cố định. Vậy khúc này á, nếu như được á, tôi có một cái mẹo để chúng ta làm. Bài này xưa. Bài này khá là xưa. Chúng ta có cái mẹo các con đặt số siêu hóa của thằng OH này nha, thì chúng các con đặt là x, các con đặt xin lỗi chúng ta đặt cái hệ số của OH trừ này là hệ số x, tức là ví dụ giải ra x bằng 5 thì có 5 OH trừ đó, hiểu không? Rồi hệ số của nước này chúng ta đặt là y, thì cái này sẽ có cân bằng ràng buộc. Ví dụ chúng ta có cân bằng đầu tiên là cân bằng h thì mình có được là 2 nhân 3 H nha, 2 nhân 3 cộng cho x nhân 1 cân bằng H sẽ bằng cân bằng H bằng 2y. Hiểu không? Tại sao là 2 nhân 3 biết rồi chứ gì? Đây nè, 2 nè, 3 nè, 2 thằng CROH3 thì 2 nhân 3 sẽ tức là bảo toàn, tức là mình cân bằng H đấy. H bên trái sẽ là 2 nhân 3 cộng x, H bên phải sẽ là 2y. Hiểu chưa? Nói gì thôi, tự duy được ha. Rồi, cái gì không rõ thì bắt đầu bình luận thôi, chứ ngồi phân tích hoài lập đi lập lại hoài, các bạn có thể tua video lại các bạn nghe mà đúng không? Rồi sau rồi đấy, 2 nhân 3 kiểm tra chắc lại xíu, 2 nhân 3 cộng x sẽ bằng 2y. Rồi sau đó cân bằng H xong, mình cân bằng tới O, cân bằng O thì lúc này là 2 nhân 3 cũng tương tự luôn, O bên trái là 2 nhân 3 cộng x sẽ bằng O bên phải là 2 nhân 4 bằng 8, 2 nhân 4 cộng cho y. Được không? 2 nhân 4 cộng y. Rồi, 2 nhân 4 cộng y. Rồi ok, 2 nhân 4 cộng y. Vậy hôm nay chúng ta có được là gì? 2 nhân 4 cộng y. Đấy. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu giải từ từ ra thôi. Lúc này các con thấy không? Ở trên là 2 nhân 3 cũng biết đây cái giấy này bằng nhau nè. Cục này nó bằng nhau này, thấy không? Vậy lúc này á là hai này sẽ bằng nhau luôn. Đúng không? Tôi có nhìn lộn gì không? Rồi tất cả mọi thứ là không đúng không? Vì lúc này mình có được 2y sẽ bằng 2 nhân 4 cộng y. Đúng chưa? Thì lúc này giải được là y bằng 8. Đúng không? 2y trừ y thì bằng y. Rồi 2 nhân 4 bằng 8 thì là y bằng 8. Rồi gáp vô thôi. Xong xuôi. Gáp vô. Vì lúc này mình có được là chỗ này y sẽ bằng 8.
Y là bên của nước đúng không? 8H2O. Còn giải thì thằng ít á, thằng ít thì gáp ngược lại vào đây thôi. Thằng ít thì các bạn gáp vào trong chỗ này. Đúng không? Thì các bạn có được. Ở đây thì nhẩm đi, 8 lần 2 16. 2 nhân 3 cộng biết đúng không? Thôi không nhẩm thì tao lấy máy tính bấm 2 nhân 3 cộng biết bằng 2 nhân 8. Lúc này y đã giải cái bằng 8 rồi nha. Y giải cái bằng 8 rồi, 2 nhân 3 cộng biết rồi, ok, máy tính có thì mình cứ bấm thôi, mắc cái gì mà phải ngồi nhẩm nhẩm cái gì nó cực thân vậy. 2 nhân 3 cộng biết bằng 2 nhân 8. 2 nhân 3 cộng x alpha bằng 2 nhân 8. Sao mấy bạn thấy rõ không? X bằng 10. Thì giải được x bằng 10. Cái này mà nhắm sao nhắm ra x bằng 10. Điểm này mình có được là hệ số của OH sẽ là 10 ha. Rồi tôi ghi số 10 trên đây. Rồi xong xuôi. Chúng ta đã có cân bằng của siêu quá khứ. Mọi thứ kết thúc ở câu D. Được chưa? Vậy là hệ số từ trái sang phải theo đúng thứ tự ở câu D là 2, 3, 10, 2, 6, 8. Ồ, quá phức tạp, ngồi cân bằng nhẩm là cân bằng tới Tết Nguyên Đán chưa xong. Rồi xong, tới câu E. Khó nhỉ, rất là khó đấy. Rồi tới câu E đi. Câu E thì mình có được là H cộng nè. Cộng cho MNO4 trừ cộng HCOH mũi tên GMN2 cộng cộng cho H2O cộng CO2. Rồi ok. Thì khúc này mình có được là gì? Đó là vậy đây mình có được á, ở đây đề nó cho chúng ta cái phương trình này, đúng không? Mình tính số siêu quát sự thay đổi thôi. Đây là cộng 7 nè. X cộng cho trừ 2 nhân 4 bằng trừ 1, x bằng cộng 7. Rồi. HCOH đúng không? Thì H sẽ là cộng 1. Hai thằng H là cộng 1 nè, O là trừ 2 nè, trừ 2 nè. Vậy là tổng là trừ 2, trừ 2 cộng trừ 2 là trừ 4. Trừ 4 cộng 2 là trừ 2, vậy là C cho nó sẽ là cộng 2. C là cộng 2. C nó sẽ là cộng 2. Sao đổi dấu bằng 0 hết trơn là ok. Cộng 2. Rồi, MN2 cộng nè, rồi CO2 này là cộng 4 nè. Rồi khi mới thay đổi thôi. MN từ cộng 7 biến thành MN2 cộng đúng không? Cộng 5E. Rồi C từ cộng 2 biến thành C cộng 4 cộng 2E. Giờ trên nhân 2 dưới nhân 5. Rồi 2 mình là cộng 7. 2 mình là cộng 7 tức là MN cộng 7 này, mình thấy không? 2 mình là cộng 7 lên. 2 mình là cộng 2 lên. 5C cộng 2. 5 ông ơi, cái miệng thì nó 5, cái tay ghi số 2. 5 5C cộng 2. 5 CO2. 5C cộng 4. Rồi xong cân bằng tới hydrogen và cân bằng tới ô. Đúng không? Ở đây cũng là một trong những cái phương trình mà chúng ta chắc phải đặt ít đi. Ở đây nó không có, tại vì hệ số bên trái là H, bên trái là H cộng, bên phải là H2O. Do đó nó bị nó không có cái gì khác để mình cân bằng nữa cả. H nó sẽ tăng hoặc giảm, bên này H tăng hoặc giảm ô. Không, các bạn phải đặt ít đi để các bạn giải. Rồi giờ giống câu câu D nãy mới vừa làm luôn. Giống y chang luôn. Rồi ok ha. Vậy giờ tôi có thể giải nhanh được. Đúng không? Tại vì tôi đã hướng dẫn giống như ở trên. Vậy giờ chúng ta đặt theo đúng thứ tự từ trái sang phải thôi. Đó là cái hệ số của thằng H cộng này chúng ta đặt, tôi đặt là x nha. Hệ số của thằng nước này ta đặt là y nha. Thì mình có đầu tiên là cân bằng H trước, là bảo toàn H chẳng hạn, dùng từ bảo toàn H cho nó thân thiện môi trường, cho nó thân thiện với tư duy chúng ta, ok ha. Giải này chúng ta có bảo toàn H đúng không? X cộng cho, ở đây là H COH là có 2H này, chỉ là 5 nhân 2 bằng cân bằng H 2y, cân bằng H gõ dưới cân bằng O này, cân bằng O tức là bảo toàn O đó. Bảo toàn ô thì ta có được là 2 nhân 4 bảo toàn ô, 2 nhân 4 là bảo toàn ô đúng không? À, cái phương trình này chúng ta cân bằng tìm nước trước các bạn, nó hơi lạ tí xíu rồi, chúng ta phải tìm nước trước, này không cần,
Thôi được rồi, cái này lỡ mình đi lỡ đi tới đây thì mình làm tới đây luôn cũng được, 2 nhân 4 cộng cho, chứ ra trên đó nó như có cách mình có thể trừ được, mình có thể trừ tiền mô, tức là bình thường chúng ta cân bằng á, nước là hệ số cân bằng sau cùng, nước là hệ số cân bằng sau cùng, nhưng trong trường hợp này á mình có thể cân bằng, mình sẽ cân bằng nước trước, nó hơi lạ tí xíu như vậy, nó hơi lạ như vậy á. Nhưng mà thôi mình lỡ cân bằng ngô rồi phóng lao thì theo lao luôn, làm cho tận cùng tí xíu, cách kia thì chỉ là cách hai, ok ha. 2 nhân 4 cộng cho chỗ này sẽ là số ô đúng không, cũng tương tự luôn, 5 nhân 2 cân bằng ô nha, không phụ thuộc gì biến ít, chỗ này mình có cân bằng ô y cộng cho ô 5 nhân 2 rồi, chỗ này y bằng 8 đúng không, mình suy ra chỗ này thẳng luôn, 5 nhân 2, 5 nhân 2 bị triệt tiêu rồi. Y bằng 8 rồi, suy ra luôn đúng không, và phế vô phương trình ở trên, phương trình trong mẫu toàn H đó các con, thì chúng con có được là 8 bằng 2 16, 16 trừ 10 đúng không, là ra 6, x bằng 6, rồi xong xuôi kết thúc lúc ở đây x bằng 6 và y bằng 8, rồi xong. Thật ra đó là cách cân bằng hơi dài dòng thôi, chứ ra nếu như mình nhìn vô mình cân bằng nước trước là xong. Thường nếu như tôi đã nói rồi đó, các bạn làm thì các bạn đi, đứa nào là nhiều bài cân bằng dưới cử các bạn đi, đó là cái cân bằng hệ số của nước đó, thường là cân bằng sau cùng. Nhưng trong phương trình này nó hơi đặc biệt tí xíu là cân bằng nước là áp chót, cân bằng sau cùng là chỉ số của h cộng. Rồi chỗ này giả sử như cách hai nha, giả sử như chúng ta chưa biết được cái hệ số cân bằng của h cộng với nước đi, thì mình bảo toàn ô ngay từ đầu là phải bảo toàn ô. Giữa này mình có là 24 8 ô nè, đây là 5 20 là 18 ô, dưới này mình có 18 ô, bên này của chúng ta đã có 5 20 rồi đúng chưa, là bên này chúng ta đã có 10 ô rồi, dưới này là 18 trừ 10 là ra 8, về số của nước bắt buộc phải là 8, có con 8 mới xong rồi, chúng ta lại bảo toàn h thôi, giờ h bên phải sẽ là 8 2 16, 16 trừ đi 5 nhân 2 bằng 10, 16 trừ 10 là còn 6, chúng ta ra được hệ số của h là 6, h cộng là 6. Rồi vậy thôi ha, cái số siêu hóa của nó, cái số siêu hóa đây là phương pháp cân bằng theo cái bảo toàn này nó cho đúng không, theo cái mà thăng bằng oxy quá khử. Rồi vậy thôi, các bạn có gì không rõ chúng ta có thể bình luận bên dưới ha, kết thúc câu này nó hơi khó tí xíu rồi, ok.